Chào các bạn, trong bài trước chúng ta đã làm quen với hàm mở thư mục và hàm đọc nội dung thư mục. Trong bài hình hôm nay chúng ta sẽ viết chương trình đọc nội dung thư mục. Yêu cầu của bài hình này là các bạn hãy thiết kế ra một form chương trình đọc nội dung thư mục. Trong form này chúng ta để một cái menu. Trong menu này chúng ta sẽ liệt kê ra tất cả các thư mục mà chúng ta muốn đọc nội dung của nó. Ví dụ đây là menu đang chứa danh sách các thư mục mà chúng ta muốn đọc nội dung. Ví dụ người dùng ở đây người ta chọn thư mục email và bấm nút đọc, thì nhiệm vụ của các bạn là hãy đọc ra nội dung của thư mục này. Và đối với những cái nào là thư mục thì các bạn hãy xuất ra một cái icon để cho biết đây là thư mục. Còn cái nào là tập tin thì các bạn cũng xuất ra một cái biểu tượng tập tin tương ứng. Khi người sử dụng chọn một cái thư mục khác và bấm nút đọc thì lúc giờ chúng ta cũng phải xuất ra nội dung của cái thư mục mà người dùng đã chọn. Thì trong bài hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số hàm thao tác với thư mục, ví dụ như là hàm dùng để kiểm tra có phải là thư mục hay không, hay là hàm dùng để kiểm tra có phải là file hay không. Thì đó là yêu cầu của bài hôm nay của các bạn. Đầu tiên thì các bạn hãy thiết kế giao diện của form chương trình đọc nội dung thư mục này trước khi chúng ta tiến hành chúng ta viết code. Bây giờ trong website của các bạn hãy tạo ra một cái trang web mới. Các bạn đặt tên là ví dụ chúng ta đặt tên là đọc thư mục thôi. Bây giờ các bạn hãy mở trang này lên. Bây giờ các bạn hãy mở form html5.tt lên. Các bạn copy nội dung file này. Các bạn dán đè vào trang của chúng ta để chúng ta tạo một cái form mẫu. Trước tiên là tiêu đề trang web chúng ta sẽ đặt lại. Ví dụ tiêu đề trang web chúng ta đặt là nội dung đọc nội dung thư mục. Form name chỗ này chúng ta đặt là đọc nội dung thư mục. Phương pháp của form thì chúng ta sẽ xài phương pháp là post. Tên của form, ở đây chúng ta tạo một cái tiêu đề H2 là chương trình đọc nội dung thư mục. Cái nút ở đây chúng ta đặt tên là button đọc. Cái nhãn trên cái nút chúng ta đặt là đọc. Bây giờ các bạn lưu trang của chúng ta lại, các bạn chạy thử. Thì hiện tại cái form mẫu của chúng ta chỉ có một cái text field thôi. Ở đây chúng ta sẽ thiết kế một cái menu. Do đó chỗ này chúng ta sẽ không sử dụng thẻ input nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng thẻ select. Tên của cái nhãn chỗ này thì các bạn đặt là chọn thư mục. Tên nhãn chỗ này chúng ta đặt là chọn thư mục. Trong đây, đối với cái thẻ select thì chúng ta không có sử dụng cái lát là append icon. Cái lát append icon này là dùng để chèn icon vào cái trường text field. Chúng ta không dùng cái này. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái menu bằng thẻ select. Cái menu này thì trong bài hình trước khi chúng ta làm việc với file thì chúng ta cũng đã có thực hành rồi. Cái thẻ select này chúng ta đặt tên cho nó luôn. Ví dụ chúng ta đặt tên cho nó là thư mục. Trong đây chúng ta sẽ tạo ra nhiều option. Mỗi một option là một tùy chọn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ đọc một số thư mục mà chúng ta chỉ định ra. Ví dụ chúng ta sẽ đọc thư mục dữ liệu. Và chỗ này chúng ta có thể để cái tên là dữ liệu. Nếu mà trong thẻ option này chúng ta không để thuộc tính value, khi chúng ta bấm nút đọc thì cái tên cái thư mục này nó sẽ được gửi về trên server. Hoặc là các bạn cũng có thể đặt luôn cái value chỗ này đúng bằng cái tên của cái thư mục của chúng ta luôn. Ví dụ ở đây chúng ta cho đọc cái thư mục email. Value chỗ này chúng ta đặt tên là email. Các bạn tiếp tục dán xuống để tạo một option nữa. Ví dụ chúng ta cho đọc thư mục class. Value chỗ này các bạn đặt là last luôn.
Ví dụ chúng ta cho đọc thư mục caption. Và liệu chỗ này sẽ là caption. Có nghĩa là khi người ta chọn cái thư mục class thì chúng ta sẽ trả về cái giá trị cho nó là class. Thì cái số option này là tùy các bạn muốn đọc bao nhiêu thư mục thì các bạn tạo bao nhiêu cái option chỗ này. Bây giờ các bạn lưu lại. Đối với cái thẻ select của chúng ta chỗ này, cái label này, chúng ta sẽ tạo cho nó một cái class. Cái class chỗ này chúng ta tạo là cái class select. Các bạn lưu lại. Các bạn review lại form của chúng ta thử. Vậy bạn thấy chỗ này chúng ta đã có danh sách 4 thư mục nằm trong menu này. Về độ rộng thì chúng ta có thể sửa lại. Cái nhãn này chúng ta xài 3 cột, còn cái menu này thì chúng ta xài cái div class là 6 cột. Vậy là chúng ta đã có được một cái menu, và trong đây có danh sách các thư mục mà chúng ta muốn đọc nội dung của nó bên trong. Bây giờ bước tiếp là các bạn phải làm sao các bạn giữ lại được cái giá trị khi người dùng chọn bên trong menu này. Ví dụ chỗ này người ta chọn một email, người ta bấm nút đọc, thì chúng ta phải giữ lại cái thư mục email này bên trong cái menu. Việc giữ giá trị cho cái menu thì trong các bài trước thì chúng ta cũng đã có làm rồi. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng điều kiện if để chúng ta kiểm tra thôi. Ở đây chúng ta sử dụng lệnh php để chúng ta kiểm tra. Nếu chúng ta dùng hàm iset để chúng ta kiểm tra xem là người ta có chọn cái thư mục này hay không. Nếu người ta có chọn cái thư mục, có nghĩa là nếu có tồn tại cái thư mục, có nghĩa là người ta có bấm chọn vào cái menu thư mục. Và chỗ này cái thư mục người ta chọn. Cái thư mục này người ta chọn đúng bằng cái thư mục dữ liệu luôn. Thì trong trường hợp nếu có tồn tại cái thư mục, có nghĩa là người ta có chọn vào cái menu này. Và trong trường hợp ví dụ người ta chọn đúng cái thư mục dữ liệu này, có nghĩa là cái thư mục người ta chọn bằng đúng cái thư mục dữ liệu, thì lúc giờ chúng ta sẽ xuất ra cái thuộc tính selected cho cái option này để nó giữ lại giá trị cho chúng ta. Do đó chỗ này chúng ta echo, chúng ta echo thuộc tính selected bằng selected. Các bạn lưu lại. Tương tự các bạn làm cho cái option còn lại. Các bạn copy cái đoạn code này xuống. Các bạn làm cho các option cho các thư mục email, rồi thư mục class và thư mục caption. Chỗ này thì các bạn đổi lại. Đối với cái thư mục email thì chỗ này chúng ta sẽ cho nó bằng với cái tên thư mục email. Chỗ này chúng ta đang làm cho thư mục class thì chỗ này các bạn cho nó bằng thư mục class. Chỗ này là thư mục caption. Chỗ này chúng ta cho nó bằng thư mục caption. Các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn chạy lại cái form của chúng ta thử. Bạn thấy bây giờ chúng ta chọn thư mục class, chúng ta bấm đọc thì thư mục class này nó đã giữ lại trong menu. Ví dụ chúng ta chọn dữ liệu, chúng ta bấm đọc thì nó giữ lại cho chúng ta. Chúng ta chọn email, chúng ta bấm đọc thì cái thư mục email này được giữ lại trong menu. Thì đó là bước đầu tiên mà chúng ta phải làm, đó là chúng ta phải giữ lại được các option tên thư mục mà người dùng đã chọn. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý trong trường hợp người ta bấm nút đọc. Thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem là cái bút tông đọc nó có bấm vào hay không.
Trong trường hợp cái bút tông đọc này được click vào, khi người ta chọn một cái tên thư mục nào đó và người ta bấm nút đọc, thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu có tồn tại bút tông đọc, có nghĩa là người sử dụng có bấm vào nút đọc, thì lúc giờ chúng ta sẽ xử lý. Thì trong trường hợp này, đầu tiên là chúng ta phải làm sao chúng ta lấy được cái tên của cái thư mục mà người dùng chọn chỗ này, để chúng ta biết là chúng ta sẽ liệt kê nội dung của cái thư mục mà người ta đã chọn. Do đó chỗ này chúng ta có thể tạo ra một cái biến tạm thư mục, và chúng ta sử dụng phương thức DollarBot, chúng ta truy xuất vào cái menu thư mục. Bây giờ các bạn echo ra thử, các bạn echo ra thử cái biến thư mục này xem nó có in ra được hay không. Ở đây bạn thấy người ta chọn email thì chỗ này nó xuất ra cho chúng ta đúng thư mục email. Ví dụ người ta chọn một dữ liệu, người ta bấm đọc, thì chỗ này chúng ta xuất ra được cái thư mục dữ liệu. Có nghĩa là chúng ta đã dùng phương thức DollarBot, chúng ta lấy được cái thư mục mà người dùng muốn hiện nội dung bên trong, chúng ta lưu tạm vào bên trong cái biến thư mục này và chúng ta in cái thư mục đó ra. Ví dụ đây người ta chọn thư mục caption và người ta bấm nút đọc, thì chúng ta đã xuất ra được cái thư mục caption. Thì đó là cái bước đầu tiên mà các bạn phải làm trong bài hình này, là đầu tiên các bạn hãy thiết kế form chương trình đọc nội dung thư mục. Trong form này có một cái menu và liệt kê ra danh sách các thư mục mà các bạn muốn đọc nội dung và một cái bút tông đọc. Và các bạn phải làm sao giữ lại được cái giá trị của cái tên thư mục mà người dùng đã chọn trong menu khi người sử dụng bấm nút đọc, và các bạn hãy in cái tên thư mục đó ra ngoài màn hình thử. Chúc các bạn thực hành bài lắp thành công. Chào các bạn.